Em Diệu Hằng mến chào quý chị cô bác nhé. Và hôm nay thì bên Diệu Hằng Bike chúng em xin giới thiệu đến quý chị cô bác một lô xe đạp điện với giá rất là rẻ. Đặc biệt cái con xe cuối cùng bên em bán giá chỉ 1.600.000 đồng. Và tất cả các xe em bán đều đầy đủ sạc, bình ắc quy, mọi người mua về chỉ việc sử dụng. Và hôm nay em bán xe này là em báo luôn cả giá ship nhé, bao ship luôn cho mọi người. Đầu tiên thì em xin giới thiệu và review đến con xe Nizia. Con này là bản phanh đĩa và đồng hồ điện tử mọi người nhé. Con này em báo giá luôn ở trong cái đầu video này, đó là giá 3.500.000 đồng, bao ship tận nhà trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ví dụ như các bác ở trong Kiên Giang, trong Sài Gòn hay là ở Cà Mau đi thì cũng là chỉ cần bỏ ra là 3.500.000 đồng thôi là các bác đã nhận con xe này ngay tại nhà mình luôn. Còn chần chừ gì nữa mà quý vị và các bạn không gọi điện nhấc máy, gọi điện trực tiếp cho em theo số 0981 077781. Con xe này thì bên em cũng đã bảo dưỡng và spa lại một phần nào đó để con xe được đạt được tình trạng tốt nhất đến tay quý khách hàng. Quý khách cần bỏ ra 3.500.000 thôi là nhận ngay con xe Nizia này tại nhà mình luôn nhé. Đó, động cơ của xe này. Đấy, động cơ của xe đây mọi người nhé, zin nguyên bản luôn, kể cả từ sơn si là em cam kết 100% là sơn. Đó, đây mọi người nhìn này, Nizia này. Sơn của xe là zin nguyên bản như này nhé. Đấy, bên trong đĩa của nó cũng rất là mới. Con này thì có cả sên, xích và bàn đạp. Tuy nhiên thì em thấy tình trạng này nó đang bị trượt cá. Đang bị trượt cá ở đây, các bác mua về thì ra cái cửa hàng xe đạp điện, hoặc là mình rõ thêm tí CR7 ở đây là có thể nó sẽ hoạt động được. Ở ngoài Bắc thì người ta không bao giờ dùng cái bàn đạp này. Tuy nhiên ở trong Nam ấy thì mọi người thích dùng thì có thể dùng được. Về phần thứ hai nữa là con này bên em đã thay cho quý chị cô bác là cái dây phanh mới rồi, nên là bóp rất là nhẹ nhàng mọi người nhé, bóp rất nhẹ luôn, kể cả cái cụm phanh sau này là bên em cũng thay mới tinh luôn. Đấy, cái cụm phanh này là bên em thay mới tinh rồi nhé, giá 3.500.000 thôi các bác. Được bên em đã tút táp và sửa chữa rất là đẹp, lốp không xăm. Đấy, lốp thì còn rất là dày. Đây là lốp trước này, lốp trước đây mọi người nhé, lốp trước cũng rất là dày. Đấy, lốp trước cũng rất là dày chứ không phải là mỏng. Rồi thụt nó vẫn còn trắng đẹp, không bị ra dầu. Đèn còi xi nhan đầy đủ. Đấy, một con xe thì nó đầy đủ các tính năng như lúc mới như này. Đấy, đèn đây, pha cốt này. Ok chưa? Còi đây mọi người nhé. Vẫn là còi theo xe. Đấy. Cục sạc thì em để ở trong cốp này mọi người nhé. Cục sạc ở trong cốp. Nói tóm lại là mọi người chỉ cần bỏ ra 3.500.000 nhận xe ngay tại nhà. Đấy. Và cọc trước cho bên em 1.000.000. Sau khi nhận xe và kiểm tra thì mọi người giao lốt tiền còn lại trên bên giao hàng. Đây em chạy thử cho mọi người xem nhé. Rất khỏe luôn. Con xe này thì một lần sạc, quý anh chị và cô bác sẽ đi được khoảng 30 km. Một lần sạc đầy nhé. Và tốc độ con này thì cũng chỉ lanh quanh ở tầm 30 km/h thôi. Vì con xe này nó sử dụng ở cái vận tốc trung bình để phục vụ mọi người đi ở cự ly là ngắn chứ không phải đi cự ly dài. Rồi, đây là con xe đầu tiên, Nizia phanh đĩa đồng hồ điện tử với giá là 3.500.000, bao ship tận nhà trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Bây giờ em xem qua mẫu thứ hai, đó là con xe đạp điện của hãng Zante mọi người nhé. Đây là con xe đạp điện của hãng Zante đây mọi người. Những con xe này là bên em đổi được của khách cho nên là cũng bán lại cho mọi người với giá rẻ. Đấy. Con này thì bên em bán giá là 2.800.000 đồng, bao ship tận nhà. Đấy, 2.800.000 bao ship. Con này trang bị 4 bình ắc quy loại bé nhé, 4 bình ắc quy loại bé này. Đây là động cơ của Zante. Còn những con này là xe đời đầu nhé, thì nó rất là bền, đi phục vụ đi lại ok. Tuy nhiên về dáng dấp thì ở ngoài Bắc người ta sẽ không đi cái loại này nữa. Đây mọi người nhìn ngay cái các đời bù của con xe này, nhìn rất là chắc chắn. Thì con xe này thì bọn em mua về có sao thì bán vậy thôi. Tuy nhiên thì cũng có một phần sửa chữa và cũng bảo dưỡng con xe này để đến tay cái khách nó được đi ok nhất. Con này thì bên em lắp thêm cái còi xe máy vào đây để quý khách đi cho an toàn nhé. Đấy, còi xe máy này. Rồi, xe thì chỉ phục vụ nhu cầu đi lại thôi. Và có sạc đầy đủ thôi. Còn đèn đóm thì con này cũng có nhé. Đây, đèn bọn em cũng lắp đèn led cho quý khách luôn này, cũng rất là sáng.
Còn là cái clip với cái xích này thì nó vẫn còn, những cái xích thì bị mất nha mọi người nhé. Đấy, mọi người mua về thì nếu muốn tân trang thì tân trang thêm, còn em chỉ bán như thế này thôi. Rồi, đi rất là ok, giá 2.800.000 em bao ship tận nhà. Mà dòng xe này là dòng xe gian tê, cũng là xe xịn nha mọi người nhé. Đấy, đi nhẹ nhàng lắm, nó thanh thoát, rất là dễ dàng luôn. 2.800.000 thôi, nhận xe tại nhà chỉ bằng một cuộc điện thoại. Giá đấy là quá êm của quý khách ạ. Bây giờ nếu mà con này bên ngoài Bắc em mà thanh lý ve chai thì nó cũng phải được 1.000.000 cả bình lẫn xe. Đấy, bây giờ em bán là 2.800.000 bao ship tận nhà, đầy đủ cả sạc cả bình, mọi người mua về chỉ việc đi thôi. Những con xe này đi thì nó rất tiết kiệm điện nhé, và em khẳng định với bộ bình như này nó sẽ vẫn đi được khoảng 30 đến 35 km cho một lần sạc đầy. Quý anh chị và cô bác nào mà yêu thích con này thì gọi điện trực tiếp cho bên em với giá là 2.800.000 nhận xe tại nhà nhé. Bây giờ em sẽ chuyển sang mẫu xe thứ 3. Đây là con xe Ngọc Hà mọi người nhé. Tuy nhiên thì con này thì bình cũ của nó đã hỏng rồi, nên là bên em không còn bộ bình cũ nào để thay thế vào đây. Hai con kia thì bình cũ bên em test vẫn còn ok. Tuy nhiên thì con này thì bình đã hỏng và bên em không còn bộ bình cũ nào. Và em sẽ báo giá là thay bình mới tinh vào đây. Con này thay bình mới tinh vào, em bán với giá là 3.200.000 nhé. 3.200.000 thay bình mới tinh. Còn nếu mà các bác nào mà không lấy bình ấy, mua độc xe về để thay bình, tự thay bình ở trong khu vực của quý khách ấy, thì trừ 1.200.000 nhé. Em trừ luôn 1.200.000. Đấy, 3.200.000 trừ đi 1.200.000 còn 2.000.000 nếu không lấy bình. Còn nếu lấy bình là 3.200.000 em bao ship tận nhà. Đây đều là con xe Ngọc Hà này, Ngọc Hà bay này. Thì con này thì em cho mọi người xem này, cái đồng hồ này nhé, là bên em vừa mới thay mới tinh này. Đấy, gồm hai chìa khóa và đồng hồ. Trên đồng hồ thì có vạch báo pin này. Nếu một nấc thì mọi người là mở xe để đi, một nấc thứ hai nữa là bật đèn này. Đấy, gọi là light, tắt này, bật này. Đấy, một nấc là mở xe nhé. Đây em ví dụ này, này. Một nấc này mở xe này là đi nhé, nhưng tuy nhiên không có đèn này. Bật nấc thứ hai này là có đèn. Đấy, cái đèn này nó tích hợp ở cái trong ổ khóa này mọi người nhé. Coi đầy đủ nhé, đèn coi đầy đủ. Đấy, đây đèn led. Bình mới, giỏ thì bên em cũng thay giỏ mới tinh nhé. Đây là giỏ mới tinh này. Đấy, và giá là 3.200.000, bình mới, giỏ mới. Lốp này thì cũng là lốp mới nhé, bên em thay lốp Kenda vào cho mọi người này. Đấy, lốp mới. Còn lốp sau vẫn là lốp cũ. Xe thì còn cái xích này và cái clip. Tuy nhiên thì cái giò đạp thì đã bị hư. Con này nếu thay giò đạp vẫn đạp bình thường. Các bác mua về muốn tân trang thêm thì các bác tân trang nhé. Em bán như này thôi. Đấy, xe đi ok. Với bộ bình mới thì con này đi được khoảng 5-60 cây nha mọi người nhé. Vì những dòng xe đạp điện này nó đơn thuần chỉ là để mua về để chạy thôi. Nó không có lai tạp thêm những cái hệ thống phức tạp, cho nên là nó đi được xa hơn những cái dòng xe máy điện. Dòng xe máy điện cũng chỉ đi được 60-70 cây, tuy nhiên thì nó còn nhiều tính năng nữa. Đấy, đằng sau thì yên bọn em cũng đã bọc hết cho đẹp rồi. Đấy, giảm sóc thì cũng bảo dưỡng và cũng sơn xi lại cho đẹp. Đây động cơ đây. Đấy, nghe cái tiếng lẹt vẹt này rất là quen thuộc của những năm đầu tiên đi xe đạp. Đấy là tiếng xích clip mọi người nhé. Rồi, các bác nào mà có yêu cầu mua xe này, một là thay bình mới thì bên em sẽ thay luôn khi các bác chốt xe. Còn nếu các bác không thích thay bình mới thì các bác mua độc xe về để thay. Đấy, em nói thêm tí nữa là cái yên này nhé, là bên em cũng vừa mới thay và mới tinh luôn này. Yên mới này, lốp mới này, đồng hồ mới này. Đấy, mà giá thì rất là ok. Rồi, cuối cùng thì em xin giới thiệu đến con xe đạp điện của hãng Honda. Đây, Honda đây, Honda đời đầu đây. Con này bên em bán 1.900.000 bao ship tận nhà. Chỉ có 1.900.000 thôi, mọi người nhận con xe này luôn. Đấy, chạy thử này, 1.900.000 bao ship tận nhà. Đấy, quá là ok. Đó, chạy rất là ok luôn. Bây giờ em tắt chìa khóa đi, em đạp thử cho mọi người nhé. Con này đạp cũng rất là nhẹ, vì con này nó nhỏ nhắn như con xe đạp vậy, nên đạp cũng rất là nhẹ. Đấy, xe đạp ơi đây, rất là ok. Kể cả không cần điện mọi người vẫn đạp đây, em bỏ tay ga nhé, đạp đi rất nhẹ nhàng luôn. Chỉ 1.900.000 đồng thôi. Đấy, tiền ship em đã phải bỏ ra đâu đó gần 600 nữa mọi người nhé. Tuy nhiên thì mọi người chỉ cần bỏ ra 1.900.000 là đã nhận xe tại nhà, kể cả là ở mũi Cà Mau hoặc địa đầu Móng Cái đều giá chỉ như thế thôi. Con này thì sử dụng 3 bình ắc quy mọi người nhé, 3 bình ắc quy là 36V.
Đấy, 36V. À, tình trạng xe thì còn hai chìa khóa. Đây, một chìa khóa sơ cua em để đây. Rồi, có cả sạc cho mọi người nhé. Sạc đầy đủ. Xe thì cầm rất nhẹ nhàng, một tay em có thể cầm lên được, rất nhẹ luôn. Đó. Xe nhẹ nhàng đi lại ok. À, con xe này em thấy đồ đoàn nó cũng còn đẹp mọi người nhé. Từ những cái ký đông này, rồi giò đạp này, đều bằng hợp kim nhôm nhé. Đây, đấy, chắn bùn này cũng bằng nhôm này. Đây, bằng nhôm này. Còn khung này là bằng sắt mọi người nhé. Giá quá rẻ, đẹp. 1,9 triệu thôi, bao ship. Vừa rồi thì em đã review xong 4 con xe. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm mại. Lô xe ngày hôm nay em quay và giới thiệu để phục vụ quý khách. À, những quý khách mà có cái lượng tiền vừa phải hoặc là có nhu cầu vừa phải thôi thì hãy chốt ngay những con xe trong buổi trưa ngày hôm nay bên em livestream. Đấy. Còn các bác nào mà cần những con xe tốt hơn, xịn hơn thì hãy chờ những video tiếp theo. Bây giờ thì em xin chào, hẹn gặp lại quý khách ở những video sau.